Các bạn ơi, sắp đến Giáng sinh rồi các bạn ạ. Và đến Giáng sinh thì các bạn ấy nghĩ ngay đến màu gì? Màu gì nào, màu gì nào? Trắng của tuyết. Màu trắng của tuyết. Màu xanh của cây thông. Màu xanh của cây thông. Màu cầu vồng của những hộp quà. Đúng rồi, hộp quà rất nhiều màu sắc luôn. Còn một màu nữa, còn một màu nữa. Màu gì nhỉ? Màu gì nhỉ? Màu gì, còn màu gì nữa? Màu gì, màu gì? Đấy nhá, màu xanh, màu trắng, màu cầu vồng là hết các màu rồi. Đúng rồi. Màu đỏ của ông già đôi. Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ vào rừng và cắm trại theo màu đỏ các bạn nha. Được không, được không? Đi. Nhưng mà trước hết anh em mình phải thay quần áo đi đã. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình đang có mặt ở trong khu rừng rồi các bạn ạ. Đây nè, cao không? Và chúng mình ấy đã chuẩn bị áo màu đỏ cùng với rất nhiều đồ màu đỏ đây. Bây giờ thì chúng ta cắm trại thôi. Gần nhiều tay mềm lắm. Thấy thế nào? Chứ, em cũng làm được. Nhìn thế này. Nhưng mà cũng gãy rồi đấy các bạn ơi. Sao vậy Hà Sơn? Tôi cái cọc để đóng cột cái. Làm cột à? Lấy cột tôi ra. Hà Sơn đâu mà lại để cái này ở đây nhỉ? Bỏ thế này tí là lấy gì mà làm lều. Một cái cọc vải màu đỏ to đùng ở đây mà bây giờ quay lại không thấy đâu. Mình đi có một tí thì đi thôi mà. Bắt đầu rồi nhỉ? Tôi chết rồi. Hay trong rừng có trộm nhỉ? Trong rừng có mỗi bà đứa mình làm lấy đâu ra trộm. Từ nãy đến giờ em không thấy Hà Sam đâu nhở? Anh em mình làm gần xong cái nào rồi mà chẳng thấy đâu cả. Mà lúc nãy anh đi ở kia anh còn thấy Hà Sam vứt cái này ở chỗ đấy cơ, con Hiếp ạ. Hay là đi vệ sinh rồi? Vệ sinh gì mà lâu thế? Không biết thế nào rồi nhở? Hay bị bắt cóc. Ui giời, cậu đấy chẳng bắt cóc người ta thì thôi chứ ai dám bắt cóc cậu đấy. Mồm cậu đấy to kêu phát cả vang cả rừng cả núi luôn đấy. Thế thì anh đoán là Hà Sam đi vệ sinh hoặc là mải chơi đi lang thang ở đâu đấy thôi. Thôi anh em cứ làm đi. Các bạn ơi, từ nãy giờ vẫn không tìm thấy được cái cuộn đấy các bạn ạ. Mà ai không có cuộn đấy thì làm sao mà làm nhà được đúng không các bạn? À, làm lều được chứ. Ui giời. Tổ ong ghê. Chồng, anh ơi, chồng đến mặt ong ăn ngon lắm. Cháu đi, cháu đi. Mở ong dừng, mở ong dừng. Ui. Bị đốt trừng mắt rồi hay sao các bạn ơi? Ui các bạn ơi. À sao bắt được tổ chim này các bạn ơi. May quá, tí nữa thì rồi. Ui các bạn ơi, không biết đây là trứng chim gì ấy mà nó màu đỏ như thế này nhỉ? Ui, nó không những đỏ mà nó còn to nữa đây nè. Ui, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình nhìn thấy cái quả trứng mà ấy. Hai quả to, một quả bé. Quả này bé hơn này các bạn ơi. Mà hai màu đỏ như thế này luôn ấy. Ui, kỳ lạ kinh khủng luôn này. Ui, mình sẽ về, mình phô anh gấu đỏ. Chắc chắn là anh gấu đỏ với con Hiếp sẽ rất là ngạc nhiên đây. Và chắc chắn đây là ấy, sẽ không mắng mình quên đi cái vụ mình mất vải. Rồi. Đi. Anh gấu đỏ con em. Hà Sam,
em đi đâu mà bây giờ bọn anh làm xong nào rồi mới về? Ô, hóa ra là cái quần giấy đỏ này là anh có đỏ mới có đít mang về à? Làm em tìm mãi. Anh nhìn thấy em vứt ở ngoài kia bọn anh chẳng mang về. Đúng rồi đấy. Em không có vứt, chẳng qua là nó trôi thôi. Mà em bảo này, em có một cái này rất là hay. Cái gì Hà Sam ơi? Cái gì thế? Đây nè. Quả gì đây? Quả trứng màu đỏ nha mà anh ơi. Em thấy hôm nay rất là kỳ lạ luôn. Mình ấy rõ ràng ấy là đi cắm trại màu đỏ đúng không? Mà ai tự nhiên bắt được quả trứng màu đỏ trong rừng luôn anh ạ. Quả trứng này đẹp nhỉ, con nít đẹp. Đẹp. Ôi quả trứng màu đỏ đẹp thế nhỉ. À sao, cậu thấy đẹp không? Đẹp. Quả như anh gấu đỏ. Tô màu mới chẳng đi. Màu đỏ lên đấy nữa à. Quả trứng này anh với con nít tô màu đỏ vào để đấy, để lát nữa ra lấy cho nó có cảm giác là nhặt được trứng chim nha. Hà Sam, cậu nắm bắn hết đầu tớ rồi. Thôi, bây giờ tớ đi gội đầu đã. Mình đi cắm trại, mình đã có cách gội đầu rồi. Đấy, cho ít nước vào. Đấy. Trời, mát quá, mát. Gội mãi vẫn thấy nhớt nhớt nhở. Vẫn chưa sạch xà phòng. Tên các bạn ơi, vậy là mình với con Hiếp trong lúc Hà Sam đi vắng, chúng mình đã làm xong cái lều màu đỏ rồi này các bạn ơi, rộng mênh mông luôn. Ở đây còn có ông già Noel này, mặc dù chưa đến Noel các bạn nhá, ông già Noel hello. Còn đây chúng mình đã mua rất nhiều đồ ăn màu đỏ luôn. Có bánh này, có bim bim này, có mì tôm này, rồi có cả cái gì đây nhỉ, cà chua này. Hoa quả là quả này, quả roi này, dưa hấu này. Dưa hấu ở bên trong đỏ đúng không? Ở ngoài xanh nhỉ? Rồi, tật tinh này, nước ngọt này, nói chung là rất nhiều đồ ăn và có cả chỗ che mưa, che nắng rồi. Vậy là chúng mình yên tâm để cắm trại ở đây rồi các bạn ạ. Một màu đỏ luôn. Hà Sam, mua găng tay làm gì đây? Để đi rửa bát à? Không, em mua găng tay này để... Làm gì? Bắt muỗi anh ạ, tại vì trong rừng là nhiều muỗi nên là em phải... lồng ra tay bắt muỗi à. Hóa ra anh tưởng tay không cũng bắt được muỗi mà đánh bắt muỗi em. Làm gói bim bim ăn cho nó bim bim luôn. Wow, các bạn ơi, thơm ngon. Ăn nóng thế nhở. Làm quả dưa cho nó mát ruột đỡ cay các bạn ạ. Quần Hiếp dám trôn mình. Dưa hấu đỏ đây rồi. Dưa hấu vàng. Hà Sam, Quần Hiếp ơi, sao bọn em mua dưa hấu vàng không mua dưa hấu đỏ? Hôm nay chúng mình bảo thực hiện thử thách chỉ ăn màu đỏ thôi, nhưng màu vàng thế này thì ăn thế nào được hả các bạn? Quái lạ thần nhở. Rõ ràng hay là em mua quả dưa hấu em cứ nghĩ ở bên trong nó phải đỏ chứ, ai ngờ đâu nó lại màu vàng. Đưa đi là dưa hấu lai rồi Hà Sam ạ.
đây là dưa hấu vột vàng hả anh? Đúng. Ui nhầm rồi. Thế nhưng mà hôm nay anh em mình quyết chỉ ăn đồ màu đỏ thôi anh ạ. Mà anh bóc quà này rồi bỏ phí. Đi phí lắm anh ơi. Phí, anh cũng thấy phí á. Thôi để em ăn cho, anh đừng ăn nữa. Mình đang làm cái thìa các bạn ạ. Bởi vì là ở trong rừng này không mang thìa đi, thế nên là bây giờ mình chế tạo từ những cái vỏ chai này các bạn nhá. Cái thìa đã xong à. Liệu có múc được không bà Tâm? Lại không múc được, anh muốn cười. Ôi trời ơi thìa. Ngon lắm anh ạ. Thế là Hà Sam hôm nay đã bị loại khỏi thử thách nha các bạn nhá. Chỉ được ăn đồ màu đỏ thôi nhưng Hà Sam đã ăn đồ màu vàng rồi. Anh ơi, dưa hấu vàng là ngọt cực luôn. Đâu, anh ạ. Anh thử xem nào. Anh lấy đâu ra cái thìa đấy? Anh cũng học theo em. Anh cũng bắt chước em. Ở trong này còn rất nhiều đồ ăn màu đỏ này các bạn ơi. Mình sẽ ăn gói bánh choco pie. Đâu? Không còn cái bánh nào này. Con Hiếp, có ăn của tớ à? Không, tớ làm gì biết cái bánh nào đâu. Anh vẫn ở bánh của em à? Anh không ăn cái bánh nào đâu. Vô lý thật đấy. Anh hãm mở lên xem nào. Đây, có cái gì nữa? Anh nhận lên kia, anh thôi Hà Sam ơi, cậu ăn trứng nữa này. Ăn làm gì bánh, đèn hết cả răng này. Luộc chưa? Luộc rồi, chắc chắn luôn, ăn đi. Mỡi người quá. Anh Hỡ Đỏ, nay ở nhà em bảo anh luộc trứng rồi mà. Lúc em bảo anh mang trứng đi luộc, anh có mang trứng đi luộc mà. Anh rửa sạch sẽ, anh cho lên nồi, anh đổ nước vào rồi anh đặt lên bếp ga. Sau đó anh bật lửa lên, nhưng mà hết ga. Thế là chưa luộc được. Ăn sống. Đấy, ở trong trường này có một cái cây này rất là thích luôn các bạn. Ngồi này, đấy, ngắm phong cảnh luôn. May là cái cây này thấp ấy các bạn ạ. Các bạn ở nhà không được trêu các bạn mình như thế đây là cây này thấp ở chân mình được nha. Mình chỉ trả vào thì cho con Hiếp vui rồi các bạn ơi. Đây này, đây này. Ôi, chân chạm đất rồi này. Hà Sam con Hiếp ơi, lúc nãy anh giả vờ là anh ăn hết bánh thôi, chứ thực ra là bánh vẫn còn ở trong này này. Để bọn em ăn đi. Ui, bánh.